đang làm mùng ruồi mọi người, đang sang lắp mặt bằng. Út đang làm mùng ruồi, làm cái mặt bằng này để mùng ruồi với mực rỉ đường mọi người. Hên là có cái xe này, chứ không thôi là làm tay làm không nổi mọi người, tại đất ướt á, tranh thủ. Hy vọng là Covid qua mau để Út cũng như là bà con mình có thể là đầu tư chăn nuôi mọi người. Giờ Út đầu tư cũng hồi hộp lắm, nhưng mà giờ không làm thì ngồi không, không biết làm gì. Thà mình làm cho có việc mọi người, kệ nó, Covid cái gì nó tới thì nó tới, ví dụ nó tới rồi thì mai mốt nó cũng phải đi thôi. Cho nên là Út cũng vẫn tiến hành như bình thường mọi người. Nhiều người nói là tự nhiên Covid mà Út họ làm gì mà nhiều quá vậy, thì Út vẫn làm như chưa từng xảy ra cái vấn đề Covid mọi người. Nên là Út vẫn thực hiện đúng như là cái mong muốn của mình. Đây này, cũng đang làm đây mọi người. Đấy. Đây là Út làm lên đây mái che là cả chuồng heo, cả hết cái này gần 600 mét vuông á mọi người. 600 mét vuông á. Đây này. Ở đây Út đang làm gì đây? Chuồng heo nái. Út làm mấy lần rồi, làm nhiều kiểu lắm. Để mai mốt Út quay cái video chia sẻ cho mọi người cách làm cái chuồng nha. Đây là cái sàn nè mọi người. Đó mọi người thấy cái sàn không? Đây có hai cái bộ máy, một bộ máy của thợ, một bộ máy của trại Út. Nếu mọi người mà làm công trình nhiều như vậy á, thì Út khuyên mọi người nên mua cái bộ máy hàng, máy cắt nha. Để mình có thể làm nhiều khi á, rồi chạy nhiều khi nó hay bị xúc cái này xúc cái kia, mình có sẵn đồ nghề mình đỡ phải kêu người này người kia tới mọi người. Không phải là tiền bạc gì nhưng mà nó thời gian đó. Như hồi nãy cái khu kia là Út phải năn nỉ lắm luôn á, nó mới tới nó làm. Chứ còn đây hai anh này làm chỗ này, nhưng mà tại vì làm tay á mệt lắm, vừa cực vừa lâu vừa cực nữa, cho nên là Út nhờ năn nỉ tới nè. Đây là mọi người, giờ làm ngon lành rồi. Út ra đây Út quay cho mọi người coi tổng thể nha. Đây có 5 cây dừa mọi người. Trời ơi, giờ Út phải bứng một cây dừa này bỏ đi để cho cái đường mà xe tải đồ dê vô cho nó thoải mái mọi người. Tiếc ghê luôn á. Út rất thích những cái cây mà có cái lá nó nhọn nhọn như thế này, cái kiểu hình học nó đẹp mọi người. Đây ha mọi người, này cho mọi người coi đó. Đây đó, cái này là chỗ này là mùng ruồi, chỗ kia còn 2 tấm nữa Út chưa lợp, tại vì Út đang thấy nó hơi thiếu ánh sáng chút xíu, không biết là đợi dơi cái mùng ruồi qua rồi Út mới lợp luôn. Nếu mà cái chỗ đó tối thì Út sẽ lợp tuôn sáng, còn không thì Út sẽ lợp tuôn hoa sen luôn mọi người. Út đang lợp tuôn hoa sen 4 ly nha, 4 phân hay 4 ly vậy đó mọi người. Đây nè mọi người, thấy cái dàn mái của Út không, dài lắm. Như ta 17 với 9, 26 sâu vô như ta, cái này vô 11, sâu vô 21 mọi người, 26 với 21 đó. Cái diện tích của tất cả cái phần mà Út đang sử dụng ở đây là 21 sâu, dài 26 mọi người. Đấy. Đây ha. Ngày nào cũng dân nắng hết mọi người. Ngày mai là Út sẽ đổ cái này là cái nền của mùng ruồi, với là để mực để đường, cho nên Út không có cán bê tông. Tại sau này nhiều khi Út có thể là
thay đổi gì đó chút xíu nào đó thì Út sẽ cán hồ thôi, cán xi măng với cát. Còn ở trong sân kia thì Út sẽ nâng nền lên mọi người. Đây nè. Đấy. Đây ha bà con ha. Đây Út quay cho. Đấy. Ờ nhìn. Giờ mình làm mọi người. Nếu mà có cái xe múc nhỏ như thế này nè. Hồi nãy Út sợ cái xe múc nó vô nó thấp. Mà giờ vẫn vô được mọi người, làm nó đỡ lắm. Đỡ công, đỡ tốn sức chứ không có làm mấy cái này nặng á. Đấy. Đây, cái cối bê tông này là Út mua để trộn bê tông ở trại với lại là trộn thức ăn luôn mọi người. Đó. Trời ơi tiện lắm mọi người nha. Cái cối này hồi đó mua 5 triệu mấy, 5 triệu 6 cả motor á. Mà xây được quá trời công trình ở trại Út luôn á. Nói chung là mình có tiền Út sắm từ từ. Lúc đầu Út sắm mấy cắt mấy hàng trước, sau đó là Út đổ sân, Út kêu công thì Út sắm cái này. Cái này nếu mọi người không dùng thì mọi người có thể cho thuê cũng được, tại vì cái này chỉ là sắt thôi, nó không có hư. Nếu mà hư cái cục motor mọi người. Đây nè, đấy vật liệu này, đây sắt ở này Út đang làm chuồng hậu bị với chuồng heo nái mọi người, cho nên Út đang đổ rất là nhiều cây sắt phi 21 với phi 27. Đây ha, đây cát bữa nay Út đổ là 440 một khối mọi người, thì như đá 1-2 này thì 420 ha, tại vì Covid cho nên là mình cũng không có nhiều sự lựa chọn đâu mọi người. Đây nè, ôi cái kia nó bẻ cái móng luôn rồi. Xong rồi đó mọi người, trời ơi có cái xe này làm có chưa được nửa tiếng đó, nửa tiếng tiếng nhanh, làm rất là nhanh. Giờ thì Út sẽ đầm nó xuống, nó đang đầm xuống mọi người. Bên kia heo mọi người thấy không, ở bên kia là Út sẽ ngăn ra, bên kia còn tầm 100 m² nữa Út sẽ ngăn ra mọi người, ngăn ra 5 dãy để cho heo nó ra đất chơi cho nó thoải mái chút xíu. Chứ Út không có đổ bê tông bên đó mọi người, bên này đổ hết rồi. Đây nè, người thấy tùm lum không, tranh thủ giờ mình không làm gì hết thì mình tranh thủ mình làm, chứ để mai mốt mình bận á, xe cộ lưu thông lại thì có rất nhiều việc để làm, cho nên Út đang tranh thủ để làm cho nhanh mọi người. Nãy giờ đang đầm nè. Út đang tính làm là 12 chuồng, à quên, 6 chuồng nái đẻ là 12 con có thể lên đẻ cùng một lúc được, với lại là 24 cái chuồng để cho heo nái hậu bị vô đợi để đẻ mọi người. Thì ở những video sau thì Út cố gắng ghi lại cho mọi người coi từng phần một để cho bà con mình có thể tiện theo dõi ha mọi người ha. Cái này Út đang sang ra đằng kia luôn để có thể là có diện tích để mình bỏ mực rỉ đường đồ vô mọi người. Tại mực rỉ đường cứ một tuần là trại Út dùng cũng như là xuất cho cấp cho các trại vịt, trại bò, trại dê lớn á, cũng tầm cỡ chừng 500 can đó mọi người. Cho nên là Út phải tính luôn cả cái phần diện tích mà để mực rỉ đường. Tại vì mình đã hợp đồng với công ty rồi thì mình phải làm đúng mọi người. Khi mà mình làm mực rỉ đường rồi mình mua đúng á, thì người ta đảm bảo chất lượng cho mình. Nếu mà có vấn đề gì, giống thí dụ mà Út test bằng máy đo điện tử, nếu có vấn đề gì là mình trả nguyên lô, tại vì người ta giao rồi mình mới trả tiền chứ không. Cho nên là người ta phải làm theo đúng chuẩn, chứ nếu mà mực rỉ đường mà giao tầm bậy tầm bạ Út không trả tiền. Người ta tự ra xe vô đổi mọi người, đổi trả. Cho nên là nếu mà mình làm ăn với những cái nơi uy tín á, thì mình yên tâm đó mọi người. Cho nên là mực rỉ đường hay cái gì bên trại Út cũng vậy, máy ấp trứng vậy mọi người. Thí dụ hư trong thời hạn bảo hành là đổi mới hết, không có vấn đề gì hết bà con ha. Trừ phi vì thời tiết sét đánh hay là thằng lằn nó chui vô hư máy á, thì mình mới phải thay thế linh kiện cũng rẻ giá hãng. Cho nên là nói chung là khi mình làm ăn với những nơi uy tín thì nó có được nhiều cái lợi lắm mọi người. Hàng hóa đồ người ta cũng ưu ái cho mình, tại vì một tháng Út sử dụng rất nhiều mực rỉ đường cũng như là máy ấp trứng á, để xuất đi cho bà con mình á, cho nên là chế độ bảo hành đồ rất là tốt. Wow, có cái xe này hay quá mọi người ơi.
Cái xe này hay quá ha. Wow, mọi người thấy không? Nó đi nhỏ gọn luôn. Vừa đủ cái đường xe luôn ha. Mét mấy? Sao mà đẹp dữ vậy? Wow, mọi người thấy nó hên ghê, hay không bằng hên. Đấy, thì Út quay video chia sẻ như vậy thôi. Nếu mọi người quan tâm tới những video Út chia sẻ ở trại Út cũng như là đồng hành cùng nông trại của Út á, thì mọi người đừng tiếc một lượt đăng ký. Nếu mọi người muốn coi những video mà mỗi ngày trại Út post lên thì nhấn vào quả chuông á mọi người. Thì Út sẽ ra nhiều video cho bà con mình xem nha. Và đồng thời đó là một nút đăng ký để tạo thêm động lực để Út có thể quay hình cho mọi người xem trong cái thời gian giãn cách này nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video chia sẻ sau nha.